Thì hôm nay mình không đi câu nhưng mà mình trộn ổ mồi cho ông anh nhá. Ông anh ông ấy câu ở cái hồ 150.000, cái hồ nhỏ thôi. Mình trộn thính cho ông ấy đi câu. Ông ấy bảo câu hồ đấy, cái hồ mà mình câu đấy thì nó chép mới trôi. Mình trộn linh tinh, thập cẩm chí hơn xem nó được con gì anh em nhá. Thực ra thì hôm nay thiếu rất chi nhiều đồ, mình lười đi mua nên là mình có cái gì mình trộn cái đấy hết anh em nhá. Đây là thính nền anh em nhá. Thính nền thì hướng dẫn ở trong kênh quá có quá nhiều rồi. Anh em hãy xem mình sẽ cho những cái gì thêm những cái gì nữa, bởi vì mình thì khoái những cái đồ nó sẵn có thôi. Mình hôm nay để lười đi chợ mua, để ông ấy bảo trộn chép thì mình cứ trộn đại khái đi. Lúc ra là kiểu gì thế nào ông ấy cũng được cá, nhưng mà không biết là được con được trôi hay là mè hay là chép rồi không biết. Thì đến mình trộn ổ mồi này thì đến tối mình sẽ xuống mình xem ông ấy câu được cái gì không. À, mình cân thử à, được có 1 cân cả chậu lẫn thính nền anh em ạ. À, được có 1 cân nhá, cả chậu lẫn thính nền được có 1 cân thôi, trông có tí mới được cân nhỉ. Cân thì mình trộn cho ông ấy chắc là xong chỉ được khoảng 2 cân này, máy ra thì được 2 cân. Thế thôi hồ bé câu bét nha. Mình xem ở cái khu vực cái khu trộn mồi của mình có cái gì, hôm nay mình cho tất nha anh em nha. Rồi xốp đã, thầy biết xốp anh em nha, anh em cho vừa vừa xốp đấy nha, mỗi khi trộn mồi anh em cho vừa xốp, mà có nhiều xốp quá là nó bị nổi cả ổ câu lên đây anh em ạ. Rồi ở đây thì mình có thêm thính chảo. Thế là mới thính nền, mới thính chảo, mới cả xốp anh em nhé. Ba thứ này. Có cái gì cho hết. Hôm nay có cái gì hôm nay cho hết. Lẩu thập cẩm. Rồi mình xem còn cái món gì nữa không. Ba cái này thì chắc là câu chưa được cá đâu. Luộc 4 lạng khoai lang luộc anh em nhé. Thế nào cũng được gần 2 cân rồi đấy. Thế nó cũng được gần hai cân mồi rồi. Khoai lang vừa luộc xong và còn nóng hổi này anh em, bốc khói nghi ngút này. Mình cho chỗ này chắc lúc nãy mình luộc 4 lạng, chỗ này thì mình cho chắc chỉ khoảng 2 lạng khoai lang thôi anh em nhé. Dầm choẹt ra thập cẩm chỉ khườn đấy, chép nó rất khoái cái khoai lang luộc tươi này anh em này, chép chấm khoái cực. Đấy, nhìn có vẻ nó giống ổ thính rồi đúng không anh em? Đang nghĩ xem thêm cái gì nữa. Hôm nay là hôm nay mình có gì chơi hết. Coi như cho ông anh nó muốn đi tát mồi thì cái ổ này mình chưa trộn bao giờ. Đến tối xuống mình xuống, nếu mà ông ấy được thì mình chấn lột 1 con, nếu mà được 2 con thì thôi cho ông lấy tất, được 3 con trở lên thì mình xin 1 con. Cái này ổ mồi mình trộn cho mà anh em. Xin 1 con thì mang về cho bà chị thôi, mình chả ăn. Hy vọng là nó không ngon. Ai ra?
Thơm ra phết đấy anh em ạ. Mùi có vẻ là lên cá được rồi đấy. Đừng có đùa. Cho thêm ít mẻ nữa anh em ạ. Thế cho lò gấu. À, thế thôi. Ổ mồi nhỏ cho hai xìa rồi. Hai thìa mẻ này, mẻ mình rất là đặc nha. Mẻ đặc luôn. Cơm mẻ. Đảo đều lên. Đang xem còn cái gì nó không cho nốt. Cám trứng. Thế nào loanh quanh hai lạng khoai lang, khoảng một lạng thính chảo, thế nào ba lạng 5 lạng cắm trứng, thế nào được cân 8 rồi đấy anh em, 1 cân 8 mồi rồi đấy, không phải ít đâu. Mình xem còn cái gì nữa không cho vào cho nó khoảng tầm 2 cân. Thêm hai cái chén mồi câu lăng xê của mình vào đi. Xem. Hết rồi, thế là hình như là hết hết đồ ở cái chỗ mình thì sao? Hình như là không còn gì nữa. Đang nghiên cứu xem còn gì cho nốt. À, nếu mà cái bài thính này câu ông anh mà có được cá hay không thì mình cũng úp lên nhá. Để anh em biết đường rút kinh nghiệm, mà được cá thì sau anh em cứ làm theo thôi. Đấy, anh em nhìn cũng khá ngon rồi đấy. À, để tí mình xem con cơm nguội không, cho nốt cơm nguội, còn xem con cơm nguội không, đổ thêm ít cơm nguội nữa. Đó, thính này ok rồi. Ôi, thơm lắm anh em ạ. Ôi, giời, trộn linh tinh thế mà ra mùi thơm lắm. Con này vớ vẩn thì được chát cũng lên. Thì mình trộn để cho ông ấy câu, ông bảo chép kể, mình cứ trộn để cho ông ấy xem có được con cá trôi nữa không. Không được thì mình bảo cá không ăn. Xem con cơm nguội không. Đấy. Làm cho một môi cơm nguội anh em nhá. Để cho nó gấu. Cái này nếu mà không lên cá thì mình bảo đừng, thì mình sẽ úp cái video là anh em đừng trộn theo cái bài mồi này. À, còn nếu mà nó mà lên cá thì mình sẽ ghi là cái gì cho nó hoành tráng nhỉ. Tại vì lần đầu tiên mà coi như là đi test đấy. Test mồi thì thực ra thì nó phải đến ví dụ các cái bài mồi trên kênh ấy là mình test ít nhất là khoảng tầm 5 lần, mà khoảng 3 lần nó không móm ấy thì mình mới úp lên cơ. Thế còn cái này thì lần đầu tiên ví dụ nó lên cá thì để lần sau mà để làm giống như này thì chắc là khó đấy. Đây là lần đầu tiên không biết là nó có lên cá hay không lên cá đấy. Test khoảng lâu nay là một bài mồi anh em test khoảng tầm 5 lần anh em nhá. Nên mới biết là nó chuẩn hay không. Cái này mà anh em có thóc mầm hoặc là ốc cho vào là ok đấy. Mình nghĩ chắc là ổn hơn đấy. Mùi mình trộn thì lên thì rất chi là ngon rồi. Rồi. Đóng bao. Đấy anh em. Ít thôi. Quá ít. Nắm luôn cho ông ấy ấn ấn vào. Cho nó thành cục. Ông ấy ra hồ. Ông ấy chỉ việc ném tùm phát thôi. Câu chép mà không không ném tới anh em ạ. Không ném tới như kiểu câu mè, câu trôi nhé. Ra ném một cục à, anh em đấy cũng thế nào cũng được khoảng tầm 2 cân mồi.
cái túi 5 cân mà 2 cân ngồi đập và nó còn bé tí này. Đấy, một cục thôi. Ra ngoài lên chép rồi. Nó đó... Sau anh em, bây giờ mình xuống mình không phải xuống chứ. Tí nữa thì ông lên đây ông ấy lấy thì đến tối mình ra hồ nhá. Tối mình ra hồ thì có gì thì mình quay phim anh em xem. Thôi dọn dẹp anh em nhá. Đấy, nhìn cũng ngon. Được. Thì ông ấy được mấy con rồi các bạn nhá. Mình ông bảo cũng được rồi nhưng mà mình không chưa biết là cá gì. Ông bảo được trôi chép rồi đấy. Thế nào cũng may đấy anh em ạ. Đây thì mình vượt xuống một tí thì thấy ông ấy đang dòng con này nhá. Ông ấy đang dòng một con. Chắc là dòng nốt con này là đi về thôi. Nó cũng 9 giờ rồi. Chạy ra 9 không? giờ ông ngồi từ 5 giờ chiều. Không chịu vào. Anh em ơi trời tối quá không làm gì được. Anh em thông cảm nhá. 9 giờ tối. Mình muốn bật đèn flash lắm nhưng mà cái hồ này nó bật đèn flash cái nó chủ hồ nó ra nó nhảy ra nó xem ngay cùng không bật đèn flash được. Mình quay tối anh em thông cảm. Đấy cái phao này. Đấy cá nó vẫn đang lôi anh em. Vào nhỉ. Cứ từ từ cho nó lồi lên rồi. Cẩn thận bung đấy anh ạ. Cứ từ từ bình tĩnh thôi. Con này chắc chỉ khoảng tầm cân rưỡi 2 cân thôi mà anh bo lâu thế. Trôi nó mới nhảy được. Trôi, 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 trôi. Trôi anh em ạ, dính trôi rồi. Hôm trước có mấy cái thằng trẻ trâu ấy, anh em ạ, nó nói là Nghiêm trẻ súc trâu. rồi. Nó vào nó bình luận và địt mẹ đi mua cá xong mắc vào câu của tao có bị rồ đâu mà tao đi mua cá xong tao mắc vào đầu câu và cái thằng ấy, trẻ trâu không chấp anh em nhé. Đéo nổi luôn, Đéo mẹ thêm nổi này. lên luôn. Trôi trôi trôi. Eo con này làm gì Vẫn mà khỏe to đấy. thế? Lên đây. Chết đi. Tầm cân rưỡi anh Một em hồi ạ. ác thế. Cân rưỡi, cân 7, cân 8 rồi đấy. Lôi gớm thật. Anh em mình không bật đèn flash quay nhá. Bởi vì chủ nhà nó ngay bên cạnh đây. Nó bật đèn flash phát là nó biết nó được cá nhá anh em nhá. Mình đi câu thì không phải là đi câu trộm. Quấn Đi cả vào dây câu kia lịch đây. sự đồng hoàng. Nhưng mà ví dụ như kiểu là được nhiều cá. Lần sau ra chủ hồ nó cứ soi mói. Mình không thích. Mấy anh em đi câu anh em nào cũng thế thôi, không thích cái kiểu đấy nên là được cả anh em tốt nhất là giấu đi. Vậy Công nhận con này chạy khỏe thật, dòng phê. Nhưng mà phải à? em này em bo lên lâu rồi đấy, anh dòng cẩn thận.
Thôi hai anh em đi về nhá. Đây anh em này, sản phẩm này của ông anh này. Mình chấn lột một con, mình cho vào túi bóng này nhá. Đấy, chép này, trôi, chép trôi nhá. Được hai trôi một chép nhá. Không phải múc nước không? Ông anh ông lấy hai trôi một chép nhá, còn mình lấy một con trôi nữa, thế là được ba trôi một chép anh em nhé. Cái nước này. Ông anh cẩn thận đấy, xiên cả ốc và linh nhỉ. Thôi bây giờ đi về mình xin một con trôi anh em nhá. Mình lấy một con trôi sản phẩm lúc nãy này nha. Nó khoảng hơn 2 cân anh em nhé.